Khoa học và khoa học viễn tưởng đã từng là những điều rất xa vời. Có một khoảng cách vô hình mênh mông luôn tồn tại giữa hai khái niệm ấy. Thế nhưng, dường như càng ngày khoảng cách ấy càng được thu hẹp bởi sự phát triển. Có thể bạn không biết, nhưng smartphone, internet, thiết bị bay cá nhân hay việc du hành vũ trụ đối với chúng ta hơn 100 năm trước cũng là một loại khoa học viễn tưởng bất khả thi. Vậy mà giờ đây, chúng ta đã làm được. Khoa học tiến bộ không ngừng làm cho con người có nhiều ý tưởng táo bạo hơn. Đúng vậy, loài người thật sự đã có những dự án mà như bước từ phim điện ảnh ra đời thực. Từ dịch chuyển tức thời tạo ra siêu chiến binh, thậm chí là đưa người xuống sinh sống dưới đáy biển. Chúng chẳng phải là khoa học viễn tưởng hay sao? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những dự án, những thí nghiệm hay thậm chí là cả những ý tưởng đáng kinh ngạc đã và đang được con người nghiên cứu, thực hiện. Chào mừng các bạn đến với video Khoa học viễn tưởng và tham vọng của loài người. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, rất mong các bạn ủng hộ cho Vũ trụ Nguyên thủy một lượt like và đăng ký kênh để chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Nếu có một lĩnh vực đi trước thời đại, thì tôi chắc chắn đó phải là quân sự. Chiến tranh luôn là thứ động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người ta sáng tạo nên nhiều công nghệ mới, đưa ra những ý tưởng mới và thực hiện các thử nghiệm không thể tin nổi. Siêu chiến binh là thứ mà bất cứ quân đội nào trên thế giới này cũng thèm muốn. Những cỗ máy hủy diệt không cảm xúc mang trong mình khả năng siêu phàm gấp hàng chục lần người bình thường sẽ đảm bảo cho thắng lợi tuyệt đối cho phe nào sở hữu nó. Chúng ta biết về siêu chiến binh qua phim viễn tưởng với nhiều năng lực cấu tạo khác nhau. Đó có thể là những siêu chiến binh sinh học với bộ gen khác biệt như các dị nhân. Siêu chiến binh được tạo ra bởi huyết thanh như Captain America, hay một cơ thể nửa người nửa máy như nhân vật Cyborg. Không chỉ dừng lại ở phim viễn tưởng, con người thật sự đã có những thử nghiệm để tạo ra siêu chiến binh, thậm chí là siêu chiến binh bất tử trong quá khứ. Trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã tiến hành nhiều thử nghiệm tàn nhẫn lên con người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, để xem khả năng chịu đựng của họ trước sự tác động của vũ khí, bệnh tật cùng môi trường khắc nghiệt. Từ đó, các dự án phát triển siêu chiến binh tàn ác được cho phép tiến hành một cách bí mật. Bằng những nghiên cứu và ý tưởng điên rồ, Đức Quốc xã không những muốn tạo ra các siêu chiến binh mạnh mẽ và máu lạnh, mà còn là những con người bất tử theo thời gian. Nhưng siêu chiến binh sẽ được tạo ra bằng cách nào? Và liệu cái dự án điên rồ ấy có thành công hay chẳng? Câu trả lời là siêu chiến binh tạo ra bằng cách sử dụng hóa chất và chất kích thích đặc biệt. Những người tham gia dự án được cho là uống DEX, một loại chất kích thích đặc biệt dưới dạng viên nang. Trước khi thực hiện những chuyến hành quân trên địa hình khắc nghiệt, với ba lô nặng gấp nhiều lần bình thường trên lưng. Thực tế, thuốc cho thấy sự gia tăng đáng kể sức chịu đựng và khả năng tập trung cao cho các đối tượng thử nghiệm. Các siêu chiến binh tương lai đã hành quân không ngừng nghỉ trên quãng đường dài đến 130 km trước khi ngã xuống vì kiệt sức. Mặc dù những người này sau đó bị nghiện thuốc, nhưng DEX vẫn được xem là một thành công và chính thức được sử dụng ở mức độ hạn chế trên thực địa bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 1944. Nhưng đây chưa phải là những gì mà người Đức mong muốn. Những nhà nghiên cứu Đức Quốc xã còn có mục tiêu cao hơn, đó là biến các siêu chiến binh thành người bất tử với tuổi thọ vô hạn để phục vụ lâu hơn cho quân đội. Vào năm 1999, các tài liệu cũ của Đức Quốc xã được phát hiện ở Hamburg có lưu lại một số thí nghiệm khá kỳ lạ. Bạn sẽ phải hoài nghi rằng nó dường như là sự pha trộn giữa khoa học và sự viễn tưởng huyền bí. Những gì trong tài liệu cũ ghi lại xoay quanh một ý tưởng khá điên rồ như sau. Cơ thể chúng ta chết vì bộ não của chúng ta chết. Bộ não có quyền kiểm soát tất cả các quá trình sinh học, bao gồm cả cái chết và cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào bộ đếm ngược thời gian. Theo các nhà khoa học Đức, não bộ có cái gọi là Universal Kill Switch, hay tính năng ngắt vạn năng để ghi nhận cơ thể bắt đầu suy sụp ở một độ tuổi nhất định và cuối cùng sẽ chết. Nếu tính năng này bị tắt,
bộ đếm ngược đến ngày chết sẽ không hoạt động. Quá trình lão hóa và suy thoái dừng lại, con người từ đó cũng bất tử. Kỳ thực là cũng không rõ họ lấy cơ sở ở đâu để đưa ra một lý thuyết như vậy. Nhưng nó cũng có phần khá hợp lý nếu bạn không phải là một người quá khắt khe trong khoa học. Tuy nhiên, Đức Cô Xã chưa bao giờ có ý định để dự án dừng lại ở mức ý tưởng. Họ thật sự có thể đã tiến hành các nghiên cứu trên người thật. Chuyện kể rằng, vào năm 1942, các nhà khoa học Đức chọn một địa điểm ở Nhật Bản, đồng minh của họ, để tiến hành thí nghiệm này. Họ lập một trại trẻ mồ côi bên ngoài Hiroshima và buộc các trẻ em bắt được làm vật thí nghiệm vì cho rằng tính năng ngắt ở trẻ em vẫn chưa được kích hoạt, giúp cho cuộc nghiên cứu thuận lợi hơn. Để tìm ra tính năng bí ẩn này, họ phẫu thuật não của người lớn lẫn trẻ em để đối chiếu và tuyên bố đã tìm thấy bộ phận kiểm soát tất cả các hoạt động ý thức dưới não. Sau đó, họ bắt đầu phẫu thuật loại bỏ phần mà họ tin có chứa tính năng ngắt ở não. Ban đầu, tiến trình này khiến một số trẻ tử vong và thi thể của chúng bị vùi lấp trong những hố được đào sơ sài trong rừng. Vì đây là những đứa trẻ mồ côi nên sự mất tích của chúng không được ai quan tâm và tất nhiên là cũng chẳng ai hay biết gì về sự tàn độc này cả. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục công việc của họ và cuối cùng đã loại bỏ thành công bộ phận chứa tính năng ngắt từ một bé gái. Đứa trẻ hôn mê sau phẫu thuật nhưng rồi lại hồi sinh một cách thần kỳ. Tác dụng phụ duy nhất của quá trình này là đứa bé dường như mất khả năng ra mồ hôi để hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, còn một điều khá đáng chú ý nữa là cô bé hôn mê như chết vào mỗi buổi tối. Các chức năng cơ thể hầu như ngưng hoạt động, tim cũng không còn hoạt động, nhưng đến sáng thì mọi chuyện trở lại bình thường. Đức Cô Xã tiếp tục các cuộc phẫu thuật, nhiều thành công hơn nhưng cũng không ít lần thất bại. Một số trẻ em phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng với cơ thể bị hoại tử, thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong trong quá trình này. Những đứa trẻ đã trải qua phẫu thuật thành công thì bắt đầu có những hành vi rất kỳ lạ. Phải chăng chúng thật sự đã hóa thành ác quỷ? Sự điên rồ của những kẻ làm khoa học kia đã tạo ra thứ gì? Một nhà khoa học trực tiếp tham gia dự án đã kể lại trải nghiệm kinh hãi của mình trong sự ám ảnh nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc. Ban đầu, những đứa trẻ tham gia thử nghiệm vẫn chơi đùa học hành với những đứa trẻ khác một cách bình thường. Chúng thậm chí còn cho thấy những dấu hiệu hòa nhập và phát triển tốt hơn hẳn điều kiện tự nhiên ngoài xã hội. Nhưng khi ở một mình, chúng dường như trở thành con người khác. Đầu của bọn trẻ có thể quay ngược một cách ghê rợn khi phát hiện bị theo dõi. Và trong một khoảnh khắc, bạn có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt chúng. Ngay cả những người dũng cảm nhất có lẽ cũng cần một chiếc quần mới. Tuy nhiên, chỉ phút chốc, chúng lại nở nụ cười vô hồn trên gương mặt như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi nói chuyện với chúng, người ta nhận thấy những đứa trẻ có vẻ mơ màng, hay quên và đầu óc dường như trống rỗng, như thể đã bị các thí nghiệm xóa sạch ký ức. Nhưng đây không phải là kiểu mơ mộng ngây thơ, mà là một thứ gì đó ghê sợ hơn. Khi Đức Quốc Xã thua trận, những thí nghiệm này không còn và trại trẻ mồ côi bị bỏ hoang. Người ta đồn rằng chúng bị bỏ mặc tự lo liệu cho bản thân và do đó đã trở thành bất tử. Chúng không già và không bao giờ chết, vẫn quanh quẩn quanh trại trẻ mồ côi hoang tàn cho đến ngày nay. Điều này nghe có vẻ khá hoang đường, vì có lẽ nếu phải giải tán một nơi khủng khiếp như vậy, người ta cũng sẽ tìm cách xóa sạch mọi dấu vết có thể. Không chỉ có Đức Quốc Xã, Liên Xô cũng là một quốc gia mang cho mình tham vọng sở hữu những siêu chiến binh. Nhưng thay vì sử dụng chất kích thích tạo ra các siêu chiến binh sinh học, họ chọn cách kết hợp giữa máy móc và con người để đạt được mục đích. Và bằng chứng cho việc này đã được tiết lộ trong những tài liệu bí mật bị lộ ra sau chiến tranh lạnh. Năm 1945, người Mỹ chiếm giữ một phòng thí nghiệm của quân phát xít trên lãnh thổ nước Đức. Tại đây, họ đã phát hiện ra thi thể của những người lính Xô Viết bị biến dạng sau các cuộc thí nghiệm. Cơ thể của họ được cấy ghép bằng xương titan và các cơ chế thay thế khớp. Tài liệu đã trích dẫn rất nhiều bằng chứng cho thấy một chương trình như vậy đã từng tồn tại ở Liên Xô vào những năm 1936 đến năm 1941. Tham gia chương trình này còn có 300 tình nguyện viên. Những người có xương tay chân đã được thay thế một phần bằng chi giả titan, bất khả xâm phạm trước súng đạn. Thêm nữa là các điện cực cũng được cấy vào não để ngăn cảm giác đau đớn.
tức là họ không cảm nhận thấy sự đau đớn nào, ngay cả khi bị tấn công và sát thương lên những bộ phận vẫn còn là sinh học bình thường. Tuy nhiên, tác dụng phụ của một ca phẫu thuật như vậy là gây ra rất nhiều bất thường về thần kinh. Các siêu chiến binh không có khả năng học hỏi, nhận thức và tuân theo mệnh lệnh như bình thường. Người Liên Xô có lẽ đã tạo ra các thây ma bán sinh học hơn là siêu chiến binh. Vì vậy mà những chiến binh nửa người nửa máy của Liên Xô đã không được sử dụng. Khó có thể nói cuộc thí nghiệm thành công đến mức độ nào, vì phần lớn những tình nguyện viên đóng ở vùng Brest đều đã bị pháo binh Đức sát hại ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Không lâu sau đó, dự án này bị hủy bỏ vào mùa hè năm 1941. Các nhà khoa học thực hiện dự án đã được chuyển đến những cơ sở khác và hầu hết trong số họ đều chết trong các cuộc giao tranh. Mà có lẽ chúng ta cũng không quá khó khăn để đoán ra lý do thực sự mà họ phải chết là gì. Số phận của những chiến binh Titan còn sống vẫn không được biết chính xác, do toàn bộ thông tin về dự án đều được thu giữ và bảo mật sau khi kết thúc chiến tranh. Những cơ thể mà người Mỹ tìm thấy trên nước Đức có lẽ đã được Đức Quốc xã mang từ Liên Xô về như một chiến lợi phẩm để nghiên cứu. Bản thân dự án cũng được thừa nhận là không có triển vọng khởi động lại. Bởi khi đã xuất hiện bom nguyên tử, thì cơ thể bằng xương Titan sẽ không thể chịu được một đòn đánh hủy diệt. Việc chi nhiều tiền cho phát triển siêu chiến binh không mang lại lợi ích bằng khởi động chương trình hạt nhân nhằm đối chọi với Mỹ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi mà kỷ nguyên hạt nhân vừa bùng nổ. Sau này khi mà số đầu đạn hạt nhân trên thế giới đủ để xóa sổ loài người, thì tất cả đều hiểu rằng thứ vũ khí ấy không thể tùy tiện sử dụng bừa bãi. Như vậy, con đường cho các siêu chiến binh lại một lần nữa mở rộng. Chắc chắn rồi, người Mỹ không thể vắng mặt trong những cuộc đua công nghệ khoa học không tưởng như thế này. Khác với Đức hay Liên Xô, người Mỹ tin rằng họ có thể tạo ra siêu chiến binh bằng cách tác động lên não bộ của họ. Họ sử dụng máy kích thích điện từ não bộ để tăng khả năng làm việc đa nhiệm của binh sĩ, thúc đẩy giới hạn lên tốt hơn nhiều lần người bình thường. Các nhà khoa học thuộc lĩnh vực quân sự đã hé lộ một chuỗi các thí nghiệm được thiết kế để tạo ra siêu chiến binh có trí tuệ siêu phàm. Những bài thử nghiệm thành công này sử dụng một máy kích thích điện từ não để nâng cao sự tập trung, khả năng xử lý thông tin cục bộ nhanh chóng trong thời gian ngắn của binh sĩ. Các binh sĩ thường được áp dụng công nghệ này là những người điều khiển máy bay không người lái, phi hành gia và những vai trò thiết yếu khác trong quân đội. Những nhà nghiên cứu tại trụ sở không quân Wright-Patterson ở Ohio đã viết trong một bài báo của tờ Frontier chuyên mục khoa học thần kinh rằng khi làm việc tại lực lượng không quân Hoa Kỳ, nhiều nhiệm vụ như điều khiển từ xa hoặc lái những chiếc máy bay chiến đấu yêu cầu người thực hiện phải quan sát và phản ứng với nhiều sự kiện xảy ra cùng lúc trong một khoảng thời gian dài. Với bản chất đơn điệu, buồn tẻ của những nhiệm vụ này, hiệu quả hoạt động của những người chỉ huy máy bay sẽ bị giảm sau thời gian ngắn. Máy kích thích điện từ não sử dụng 5 điện cực để truyền dòng điện cường độ yếu thông qua sọ não và đến những phần cụ thể của vỏ não, qua đó nâng cao năng lực xử lý của phi công. Dự án hiện nay vẫn còn đang nằm trong chương trình phát triển cho tương lai của quân đội Hoa Kỳ. Thực tế cho thấy, cuộc đua phát triển siêu chiến binh đang ngày càng nóng, nhưng lại chưa quốc gia nào thực sự đạt được thành công trong lĩnh vực này. Do vậy, trở thành nước đầu tiên trình làng siêu chiến binh là mục tiêu mà các cường quốc đang hướng đến. Nhiều nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ đã chi hàng chục triệu đô la Mỹ để biến những chiến binh nửa người, nửa máy thành hiện thực. Năm 2018, một dự án gồm các thí nghiệm tuyệt mật nhằm mục đích tạo ra một đội quân siêu chiến binh đáng gờm đã được Bộ Quốc phòng Mỹ hé lộ. Những gì được công bố góp phần vén bức màn bí mật về các thí nghiệm tăng cường sinh học mà Bộ Quốc phòng Mỹ kỳ vọng sẽ giúp sản sinh ra một thế hệ binh sĩ có sức dẻo dai, khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt, cũng như giác quan và thể lực tổng thể vượt xa người thường. Gần đây hơn, vào tháng 1 năm 2020, Mỹ đã công bố những tiến bộ đáng kinh ngạc về lĩnh vực di truyền học trong quân sự. Giới nghiên cứu quân đội Mỹ đã phát triển một liệu pháp gen cho cơ thể chuột sản sinh ra chất chống lại vũ khí hóa học tấn công hệ thần kinh. Và hẳn là bạn cũng biết rằng, một khi được thí nghiệm thành công trên người, nó sẽ thực sự đáng sợ tới mức nào. Về mặt lý thuyết, liệu pháp này là tấm lá chắn bảo vệ người lính trong môi trường nguy hiểm. Những công nghệ ưu việt đang mở ra cơ hội để con người hiện thực hóa những giấc mơ trước đây được cho là không tưởng. Thế nhưng, mọi công nghệ đều có hai mặt của nó. Không có điều gì gọi là lợi ích tuyệt đối ở đây cả.
người ta có thể dùng nó cho mục đích tốt hoặc xấu. Những công nghệ tạo ra siêu chiến binh liệu rằng có thể bị lợi dụng để tạo nên những cỗ máy giết người hàng loạt hay không? Đây là câu hỏi mà chẳng ai có thể biết chắc chắn được câu trả lời. Bạn biết đấy, người ta luôn nói về hòa bình, nhưng lại chuẩn bị cho chiến tranh mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ yên bình, nhưng cũng không kém phần hỗn loạn. Vũ khí nguyên tử, hóa học mà con người đang ra sức phát triển sẽ đe dọa chính sự sống còn của chúng ta. Trí tuệ nhân tạo được cho là mang lại lợi ích hoặc sẽ hủy diệt con người. Chiến tranh cho phép khoa học phát triển, và khi khoa học phát triển đủ nhanh, con người được quyền mơ ước về những điều ngày càng viễn tưởng hơn. Ví dụ như dịch chuyển tức thời hoặc du hành thời gian chẳng hạn. Việc du hành thời gian và không gian vốn luôn là chủ đề được bàn luận sôi nổi bậc nhất trong giới khoa học. Các nỗ lực cho tới tận ngày hôm nay vẫn chỉ dừng lại ở mức lý thuyết. Tuy nhiên bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng chúng ta thật ra đã có thể làm được điều này từ hàng chục năm trước? Đúng vậy, mặc dù độ xác thực có thể là không cao, nhưng ta vẫn có quyền nghi ngờ về điều đó từ các câu chuyện và bằng chứng tìm được. Người đàn ông này tên là Andrew Basiago, một luật sư nổi tiếng người Mỹ. Ông tuyên bố rằng mình đã từng được sử dụng công nghệ tân tiến để du hành thời gian trong một dự án tối mật của CIA mang tên dự án Pegasus. Du hành xuyên thời gian từ khổng không gian dẫn tới một chiều không gian khác không còn là chủ đề xa lạ và mới mẻ, hay chỉ tồn tại trong các câu chuyện thần bí. Có người hoài nghi liệu có chút sự thật nào về khả năng di chuyển con người đến một nơi xa xôi chỉ bằng ý chí, và thậm chí có thể di chuyển họ đến một chiều thời gian khác. Chúng ta đã có rất nhiều video bàn về khả năng du hành thời gian của con người, từ việc phân tích trên góc độ khoa học đến việc giải thích các giả thuyết. Bạn có thể tìm lại xem những video như vậy của Vũ trụ Nguyên thủy. Còn hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung vào dự án Pegasus này mà thôi. Trường hợp lạ lùng và chưa được kiểm chứng của Andrew Basiago, người đã từng tham gia vào chương trình xuyên không của chính phủ Mỹ, là một điều gì đó rất mới mẻ. Dự án này là gì? Nó được sinh ra như thế nào? Và tại sao người ta lại lắng nghe một câu chuyện chưa được kiểm chứng từ người đàn ông tên là Andrew Basiago ấy? Theo Basiago mô tả, từ năm 1962 đến năm 1972 là thời kỳ Mỹ tập trung chạy đua chinh phục không gian vũ trụ. Và trong lúc mọi thứ đang hướng ra ngoài trái đất, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho ra đời một dự án tuyệt mật có tên là Pegasus. Dự án này được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết lượng tử học mà nhà khoa học Tesla để lại. Nó tạo ra bước đột phá về công nghệ, dẫn tới sự phát triển thành công của một số công nghệ tiên tiến cho phép dịch chuyển tức thời qua không gian 3 chiều và cả du hành thời gian. CIA không bỏ qua cơ hội này và họ đã tích cực đào tạo các em nhỏ trở thành thế hệ đầu tiên cho việc du hành thám hiểm thời không. Sứ mệnh của nhóm trẻ em là liên lạc với các cố tổng thống Mỹ, di chuyển tới sao Hỏa và kết nối với các thực thể ngoài trái đất. Điều này nhằm đảm bảo mọi thứ trong dòng thời gian được diễn ra một cách chính xác. Nhưng vì sao CIA lại chọn trẻ em? Theo tôi thì đây cũng là những ứng cử viên lý tưởng phù hợp cho sứ mệnh này, vì tâm lý trẻ nhỏ ít bị ấn tượng trong các trải nghiệm. Tức là nói một cách đơn giản thì chúng ít bị sốc trước những gì mình sắp phải trải qua. Hãy tưởng tượng xem một người lớn sẽ biểu hiện ra sao khi liên lạc với ai đó đã khuất, bị gửi về quá khứ hay gặp được các sinh vật ngoài hành tinh lạ kỳ. Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ đã quan tâm đến các tác động của du hành thời gian lên cơ thể và tâm trí của người trưởng thành và nhận ra họ dễ bị mất trí và điên loạn. May mắn thay, trẻ em có bộ não chưa hoàn thiện đầy đủ nên tác hại của các cuộc thử nghiệm sẽ giảm đi rất nhiều. Khi Basiago nói rằng cha ông đã từng làm việc nhiều năm tại Curtis Wright ở New Jersey, tại đây, ông lần đầu tiên được tiếp xúc với cổng không gian mà sau này sẽ sử dụng để dịch chuyển thời gian, không gian. Ông cho biết thời kỳ đầu, mình được chọn để giúp thực hiện một cuộc thử nghiệm bằng cách sử dụng công nghệ wormhole, là một phần của vật lý lý thuyết có khả năng xuyên không, cho phép di chuyển qua khoảng không rộng lớn chỉ trong nháy mắt hoặc đi qua chính thời gian hiện tại. Vậy thì wormhole là gì và nó vận hành ra sao?
Cho đến đầu những năm 1900, thuyết lực hấp dẫn của Newton vẫn được đa số các nhà khoa học đồng thuận. Đó là ý tưởng rằng tất cả các vật thể trong vũ trụ, kể cả bạn và tôi, đều có một lực bẩm sinh bên trong chúng ta thu hút các vật chất khác. Đối tượng càng lớn, lực hấp dẫn nội tại càng mạnh. Điều này giải thích lý do tại sao chúng ta dính vào trái đất thay vì bay vào không gian. Nhưng vào năm 1915, Albert Einstein đã hoàn toàn tách rời ý tưởng đó. Ông lý luận rằng lực hấp dẫn thực ra là kết quả của sự biến dạng trong không thời gian. Về cơ bản, sự tồn tại của một vật thể sẽ làm biến dạng không gian và thời gian xung quanh nó để tạo ra một dấu ấn trên vũ trụ. Wormhole, hay còn được biết đến với tên quen thuộc hơn là lỗ Jun, lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1916, mặc dù đó không phải là những gì nó được gọi vào thời điểm đó. Sau đó gần 20 năm, vào năm 1935, Einstein và nhà vật lý Nathan Rosen đã sử dụng thuyết tương đối rộng để giải thích chi tiết về ý tưởng này và đề xuất sự tồn tại của cây cầu nối trong vũ trụ. Những cây cầu này kết nối hai điểm khác nhau trong không gian và thời gian. Lý thuyết tạo ra một lối tắt mà con người có thể thông qua nó để đến những nơi xa xôi của vũ trụ mà không cần quan tâm đến tốc độ của phi thuyền. Lối tắt này được gọi là cây cầu Einstein-Rosen hoặc các lỗ Jun vũ trụ. Theo Einstein và đồng nghiệp Nathan Rosen, một lỗ Jun wormhole sẽ được tạo ra nếu sự biến dạng của không gian theo cách như vậy để kết nối hai điểm khác nhau trong không gian, thời gian. Kết quả là một cấu trúc giống như đường hầm có thể thẳng hoặc cong, liên kết hai vùng của vũ trụ cách xa nhau. Hãy tưởng tượng, bạn đang cầm một tờ giấy và đánh dấu điểm A và B cách xa nhau. Bây giờ uốn cong tờ giấy này một nửa, nhưng không để cho hai đầu chạm vào nhau. Nếu bạn muốn đi từ A sang B trong không gian bình thường, bạn sẽ phải men theo mặt phẳng tờ giấy. Quãng đường mà bạn phải đi sẽ xa hơn. Nếu bạn đi theo đường hầm hoặc lỗ Jun kết nối hai điểm trên giấy thông qua khoảng không gian giữa hai mặt giấy, thì khoảng cách sẽ ngắn hơn rất nhiều. Lỗ Jun có thể kết nối các điểm khác nhau trong một vũ trụ duy nhất, hoặc chúng có thể kết nối các vũ trụ khác nhau. Quay trở lại với Bashiago, cô máy du hành tên là Chronovision, với tính năng giam giữ plasma, sử dụng công nghệ wormhole, từng đưa ông đến địa danh Gettysburg vào năm 1863. Cầu không gian như Bashiago mô tả có năng lượng tiềm ẩn và thâm nhập trong vũ trụ. Sau khi kích hoạt, cô máy thời gian tạo ra một xoáy đường hầm từ năng lượng bức xạ có khả năng uốn cong thời gian. Những người tham gia dự án cứ vậy bước vào vùng lượng tử năng lượng. Tất cả đều cảm thấy được đang ở bên trong một xoáy hút đường hầm trước khi được đưa đến đích đã định sẵn của họ. Trong lần thử nghiệm du hành xuyên không đầu tiên vào năm 1970, Bashiago được đưa đến thủ phủ Albuquerque, bang New Mexico. Tại một bữa ăn trưa, ông gặp gỡ hai cha con nhà Jacobus, rồi thông báo rằng họ sẽ là tổng thống trong tương lai. Trong phút chốc, bằng cách nào đó, Bashiago lại lộn trở lại căn phòng nơi thực hiện cuộc thử nghiệm. Những lần thử nghiệm tiếp theo, Bashiago đã được chọn để tới địa danh Gettysburg vào năm 1863. Chỉ vài phút trước khi Abraham Lincoln đọc bài diễn văn mở đầu cuộc nội chiến Mỹ. Ông cũng có mặt tại doanh trại của tướng George Washington trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ. Và thậm chí còn tiến vào thời đầu kỷ nguyên khi Chúa Jesus truyền đạo. Bashiago tiết lộ rằng CIA đã muốn kiểm tra tính xác thực của ba sự kiện lịch sử này. Và thực tế họ thu thập được rất nhiều chi tiết của những đứa trẻ tham gia thí nghiệm, trong đó có bản thân ông. Điều kỳ lạ nữa cần nói tới là Bashiago cũng không hề biết rằng mình đã có chuyến du hành xuyên không. Và chỉ khi nhìn vào một bức ảnh chụp vào năm 1863, ông đột nhiên phát hiện ra bản thân mình năm 10 tuổi chính là đứa trẻ đứng giữa, mắt nhìn sang bên phải như trong ảnh. Trong khi thời điểm thực hiện các thí nghiệm kỳ lạ diễn ra vào mùa xuân năm 1972, tại phòng thí nghiệm ở đông Hanover, New Jersey, dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Sterling Colgate. Bashiago cho biết, những đứa trẻ tham gia cuộc thử nghiệm không chỉ lộn về quá khứ, mà còn được đưa đến tương lai vào năm 2045. Ông cũng được chuyển dịch đến một tòa nhà làm bằng loại hợp kim quý hiếm Wolfram trong tương lai. Tại đây, Bashiago phải thực hiện nhiệm vụ nhận một chiếc hộp nhỏ có chứa vi phim, trong đó chứa vô số tài liệu quan trọng gồm kiến thức về mọi dữ kiện lịch sử tương lai
rồi đưa nó trở lại như năm 1970. Chính nhờ cuộn phim ấy mà ngay từ những năm 70, người ta đã được xem những hình ảnh của thế giới sau này. Từ xung đột, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh mối liên hệ của bản thân với dự án Pegasus, bà Shiago còn tự coi mình là người tiên phong khám phá cuộc sống trên sao Hỏa. Dịch chuyển tức thời lên sao Hỏa cũng là một trong các nhiệm vụ của chương trình và nó diễn ra vào năm 1980. Ông cùng vài đứa trẻ khác xuất hiện trong vai trò những đại sứ của trái đất để liên hệ với nền văn minh khác trong thiên hà. Và tại một thời điểm nào đó trong sứ mệnh trên sao Hỏa, ông đã thấy người ngoài hành tinh bò sát, hoặc chỉ ít là các sinh vật thông minh mang hình dáng tương tự. Nhưng đó không phải là phần khó tin nhất của câu chuyện. Mọi thứ trở nên bất ngờ đến mức gây chấn động khi bà Shiago có một tuyên bố khác. Trong số những người thực hiện sứ mệnh lên sao Hỏa vào năm đó với bà Shiago có Tổng thống Barack Obama. Tiết lộ này của ông đã gây ra cơn chấn động trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Báo chí cùng cánh săn tin không thể nào bỏ qua một tin tức như vậy được. Họ kêu gọi Nhà Trắng và đặc biệt là Tổng thống Obama có phản ứng chính thức trước thông tin này. Tất nhiên, Nhà Trắng như thường lệ vẫn luôn phủ nhận những thông tin liên quan tới các thực thể ngoài trái đất, đã không trả lời. Tuy vậy, bà Shiago không hề nghe ngại, tiết lộ thêm rằng trong sứ mệnh dịch chuyển tức thời lên sao Hỏa, ông Obama đã sử dụng cái tên Barry Sotero và tới sao Hỏa lần đầu vào năm 19 tuổi. Trong một cuộc thảo luận vào năm 2012, bà Shiago tuyên bố CIA có các bằng chứng về nền văn minh tiên tiến trên sao Hỏa. Đó là các bức ảnh chụp những khối đá trên sao Hỏa dường như được bàn tay nào đó chạm khắc. Đối với chính phủ, việc sử dụng công nghệ lượng tử cũng là một phương thức để kiểm soát chính trị. Giống như cái cách cha con nhà Bush được thông báo về sứ mệnh đặc biệt của mình, chính phủ cũng có thể làm vậy với người khác. Một dữ kiện nữa mà bà Shiago tin tưởng và dùng để chứng minh cho câu chuyện của mình là trong khoảng thời gian từ nay cho đến năm 2028, ông sẽ được bầu làm Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Mỹ. Thông tin này do chính những thành viên trong tổ chức CIA thời ấy tiết lộ. Đáng tiếc là bà Shiago đã không vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016, nên những nỗ lực của ông để được bầu làm tân Tổng thống đã thất bại. Bản thân ông cũng không kêu gọi đủ số tiền tối thiểu 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ vận động tranh cử. Bà Shiago sẽ còn 5 năm nữa để hoàn thành lời tiên tri trong việc giành được một trong hai vị trí hàng đầu tại Nhà Trắng. Không giống như các ứng cử viên khác, bà Shiago đã cho đăng công khai rất chi tiết 100 chính sách mà ông dự định thực thi nếu được bầu làm Tổng thống. Phần lớn các chính sách này tập trung đầu tư cho giáo dục công, phát triển năng lượng xanh, chính sách trung lập và sự khoan dung tôn giáo. Tuy nhiên, việc đầu tiên bà Shiago có thể thi hành ngay khi nhậm chức chính là sẽ giải mật toàn bộ những gì liên quan đến công nghệ du hành thời gian, trong đó bao gồm Chronovision, một cỗ máy dịch chuyển 3 chiều mà chúng ta đã nhắc tới ở trên. Vì tiềm năng to lớn của chuyển dịch lượng tử, bà Shiago cho rằng việc tiết lộ công nghệ này sẽ giúp giải quyết vấn đề giao thông vận tải trên thế giới bằng cách di chuyển người và hàng hóa chỉ trong nháy mắt. Ông nói thêm rằng, dù việc du hành thời gian sẽ không áp dụng cho mọi công dân vì nó sẽ tạo ra một sự hỗn loạn nguy hiểm, nhưng công chúng có quyền được biết những gì đang thực sự xảy ra. Toàn bộ sự thật về các chuyến thăm dò trong không gian của Mỹ, về các nền văn minh tiên tiến ở các hành tinh khác và sự hiện diện của người ngoài hành tinh đang sống trên trái đất chúng ta. Liệu những gì bà Shiago tiết lộ có thật hay không? Có thể chúng ta không bao giờ biết được. Hoặc chỉ ít là từ nay cho đến năm 2028, một phần của câu chuyện sẽ được kiểm chứng. Khoa học viễn tưởng ngày một gần hơn. Các vấn đề về du hành thời gian, trí tuệ nhân tạo cũng vì thế mà ngày một phức tạp. Bạn có tưởng tượng được ra thế giới của chúng ta trong tương lai, có bao nhiêu ý tưởng từ phim ảnh sẽ bước ra ngoài đời thực? Video hôm nay đến đây xin được phép kết thúc. Rất cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn cùng Vũ Trụ Nguyên Thủy. Việt Cường Thêm Hai Đại Kíp, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Chúc các bạn có một ngày tốt lành bên gia đình.